Kính thưa giáo sư tiến sĩ Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam, chủ tọa hội nghị, kính thưa tất cả quý vị đồng nghiệp. Thì đầu tiên thì tôi xin cảm ơn thầy là đã giới thiệu là một rising star, là một ngôi sao đang lên. Nhiều tôi chỉ sợ là một hồi không biết khi nào nó là ngôi sao đang xuống. Nhiều khi chỉ sau cái bài trình bày này thôi mình lại trở thành ngôi sao đang xuống mất. Thì thực ra đó, bài này là một bài khó. Nó khó là bởi vì là cái chuyện mà sử dụng thuốc giãn phế quản thì lâu đời lắm rồi, bao nhiêu là năm rồi. Vậy lúc mà khi mà tôi chuẩn bị cái bài trình bày này, tôi nghĩ bụng chứ mình phải làm sao cho cái bài nó rất là cũ mà lại trở thành mới. Ôi thật là khó cho cái chuyện yêu cầu như thế. Khi nói về y học thì người ta hay nói là y học là một khoa học của sự chính xác. Nghĩa là nếu như mình biết cái điều A thì nó sẽ là A, điều B thì nó sẽ là B. Và như vậy một cái điều mình có thể làm được là cái hướng dẫn bảo sao mình cứ làm như thế, thế là được. Nhưng mà trong quá trình thực hành lâm sàng từ khi tôi ra trường là năm 1997 đến bây giờ 22 năm rồi, thì tôi thấy cái khoa học của sự chính xác đó nhiều khi mình phải xem lại. Và có lẽ nó là khoa học của sự chính xác cộng thêm một chút gì là nghệ thuật nữa thì mới được. Và để trong cái bối cảnh mà người ta luôn luôn không biết về cái chuyện nó sẽ có là còn cái gì nữa không, thì một người bác sĩ trang bị cho mình đầy đủ các kiến thức về sinh lý bệnh, về các chứng cứ lâm sàng, và quan trọng hơn nữa cũng là những cái kinh nghiệm trong quá trình điều trị của mình, thì có lẽ là một cái phương pháp có thể giải quyết cho việc đó. Và ngày hôm nay cái sử dụng thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn ở trong đợt cấp của CBD nó cũng minh họa cho cái điều mà tôi vẫn tin tưởng từ nhiều năm nay, đó là sự kết hợp của ba thành phần. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua một chút xem thử rằng cái cơ sở khoa học của cái việc sử dụng thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn nó có những cái cơ sở nào, và sau đó là những chứng cứ cũng như cái kinh nghiệm của thực hành lâm sàng của chúng ta ra sao. Tất cả quý vị đồng nghiệp có lẽ cũng biết là rõ về cái cơ chế tác dụng của thuốc giãn phế quản ở đây rồi. Ở đây là thuốc kích thích beta 2 giao cảm. Thì khi mà thuốc kích thích beta 2 giao cảm nó tác động vô cái thụ thể trên thành tế bào thì nó sẽ chuyển đổi cái ATP trở thành cái AMP vòng. Và khi nó chuyển đổi thành AMP vòng như thế thì AMP vòng ở đây nó sẽ gây ra cái hiệu quả là giãn phế quản. Điều này thì ai cũng biết rồi. Bên cạnh đó chúng ta cũng có cái thuốc mà ức chế cholinergic, là ức chế đối giao cảm. Như vậy thì khi mà kích thích đối giao cảm vô trong cái cơ thể của người ta thì điều gì đã xảy ra? Thì chúng ta thấy rằng là ở đây cũng có cái kích thích đối giao cảm nó tác động trong thụ thể, và ở trong cái thụ thể này nó qua cái phospholipase nó sẽ làm gia tăng, nó sẽ chuyển đổi cái diphosphate trở thành cái inositol triphosphate. Và inositol triphosphate ở đây nó sẽ làm cho cái nồng độ canxi trong nội bào nó tăng lên và gây ra hiện tượng co thắt phế quản. Ấy nhưng ở trên lâm sàng nó lại còn một câu hỏi nữa mà chúng ta cũng có thể phải gặp. Đấy là cái cơ chế làm cho các thuốc giãn phế quản nó phát huy tác dụng. Vậy thì mình có một cái cơ chế nào làm cho các thuốc giãn phế quản nó giảm đi tác dụng hay không? Thì ở đây là mình có thể thấy được rằng có lẽ đã có 3 cơ chế khác nhau làm cho thuốc kích thích beta 2 giao cảm nó bị giảm tác dụng đi. Cơ chế thứ nhất đó là sự kích thích quá mức thụ thể beta 2 giao cảm. Chúng ta thấy rằng khi mà dùng thuốc kích thích beta 2 giao cảm, mình kích thích vô thụ thể trên mặt tế bào thì nó tạo thành AMP vòng, thật sự là vậy. Nhưng mà ngay vào cái thời điểm đó chúng ta kích thích lên thụ thể beta 2 giao cảm thì chúng ta cũng đồng thời làm cho phosphorin hóa cái thụ thể beta 2 giao cảm này, và chúng ta cũng kích hoạt lên cái G receptor kina ở đây. Và G receptor kina mà kích hoạt lên như vậy thì nó làm cho cái protein G ở đây nó cũng bị phosphorin hóa luôn. Và chính vì điểm đó, khi chúng ta kích thích quá mức cái thụ thể beta 2 giao cảm thì thụ thể beta 2 giao cảm nó cũng trở nên bị trơ tương đối. Có lẽ đây là một cái cơ chế để mà cơ thể chúng ta có thể bảo vệ được với một cái sự kích thích quá nhiều từ môi trường bên ngoài. Điều đó đến thực hành lâm sàng mình ta thấy là gì? Có một số bệnh nhân khi vào ban đầu mình giấy Ventolin mình xịt thì có đáp ứng giảm phế quản thật, nhưng mà xịt được nó trơ luôn. Có thể lúc bấy giờ một trong các cơ chế giải thích là các thụ thể beta 2 giao cảm đã bị trơ rồi. Người ta lại thấy rằng nếu chúng ta kích thích quá mức cái đối giao cảm anticholinergic thì không những là chúng ta làm co thắt phế quản mà chúng ta còn làm cho cái thụ thể beta 2 giao cảm nó cũng bị ức chế luôn.
Bởi vì sao vậy? Bởi vì ngoài cái việc làm tăng cái nồng độ canxi ở trong tế bào ở đây, làm co thắt cơ riêng với quản, thì ngoài cái inositol triphosphate, thì phospholipase này nó còn tạo ra một sản phẩm nữa là diacin glycerol. Diacin glycerol nó sẽ kích thích lên cái PKC này, và hai cái này đó nó sẽ làm phosphorin hóa, một cái là phosphorin hóa thụ thể beta 2 giao cảm và phosphorin hóa cả cái protein G luôn. Và khi hai cái này nó bị phosphorin hóa thì không tài nào kích hoạt được cái adenine cyclase ở đây để mà tạo thành AMP vòng nữa. Như vậy nếu kích thích quá mức cái đối giao cảm thì nó sẽ làm cho thụ thể beta 2 giao cảm không đáp ứng được. Khi tôi là nội trú năm thứ 3 ở bệnh viện Chợ Rẫy thì tôi gặp một bệnh nhân vào bị CBD. Cái người đó người ta ăn cái hạt bắp và người ta bị sặc vô trong cái đường thở. Khi người ta sặc lên đường thở như vậy thì chúng tôi khám ở trên lâm sàng thì thấy ranh rít rất là nhiều. Lúc bây giờ tôi cho phun cái dung là Vactulin cho bệnh nhân. Phun hoài nó vẫn cứ rít liên tục, không biết làm sao. Lúc bây giờ thì thôi phun Berurian, lúc đó phun Berurian. Thì Berurian tự nhiên phun xong thì nó lại đỡ. Và tôi đem xuống phòng nội soi phế quản, là lúc đó soi là soi ngồi, gấp ra được cái hạt bắp. Gấp ra được hạt bắp thì tự nhiên cũng khỏe hẳn hết cả co thắt phế quản. Như vậy mình thấy rằng gì, nếu trong một bối cảnh nào đó mình kích thích quá độ cái thụ thể mà đối giao cảm, mình kích thích quá độ cái đối giao cảm thì cái hiện tượng co thắt phế quản nó xảy ra mạnh, và lúc bây giờ nó cũng làm cho kích thích mà giao cảm, mà khi mình dùng vô đó Vactulin cũng không có hiệu quả tốt nữa. Bối cảnh số 3 là bối cảnh mình cũng có thường gặp đó. Khi mà có một hiện tượng viêm quá nhiều ở trong đường thở thì thụ thể beta 2 giao cảm trở nên nó không nhạy cảm nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trong quá trình viêm như vậy thì nó các sự hiện diện của các hóa chất trung gian gây viêm ở đây nè, ví dụ như interleukin 1 beta nè, nó sẽ làm kích hoạt cái GRK này, và ở một lần nữa ở đây nó sẽ có hiện tượng là phosphorin hóa cái thụ thể beta 2 giao cảm, và như vậy nó cũng không có thể nào làm cho hiện tượng giãn phế quản tốt được. Trong trường hợp một cái đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà có viêm phổi, chúng ta sẽ thấy rằng cái hiệu quả giãn phế quản nó không nhiều. Trong một cái trường hợp bệnh nhân bị một cái hen suyễn chẳng hạn như vậy, hiện tượng viêm rất là nhiều, người ta không điều trị kháng viêm mà nghiến giãn phế quản hoài, nó cũng không có hiệu quả như vậy. Như vậy đây là cái thành tố số 3, và mình nghĩ rằng trong những bối cảnh đó thì có thể là thuốc kích thích beta 2 giao cảm, thuốc giãn phế quản của mình nó không hiệu quả. Biết được điều đó thì mình hỏi câu hỏi, vậy chúng thể làm thế nào chúng ta có thể vượt qua được điều đó hay không? Vượt qua cái điều mà cái thụ thể beta 2 giao cảm nó không còn nhạy cảm nữa. Một trong những cách đó là người ta phối hợp thuốc kích thích beta 2 giao cảm và anticholinergic. Vậy cái cơ sở nào mà chúng ta có thể thấy được là mình kết hợp hai cái thứ như vậy thì cái hiệu quả giãn phế quản nó tốt hơn hay không? Thì đây về mặt cơ sở sinh lý bệnh thì chúng ta thấy rằng khi chúng ta kích thích đồng thời cả hai cái thụ thể, chúng ta kích thích cái thụ thể beta 2 giao cảm ở đây và sau đó chúng ta dùng anticholinergic ở đây thì sự tương tác của các thành phần ở trong màng tế bào này nó sẽ dẫn đến hiện tượng giãn phế quản hết sức là mạnh. Và ở đây chúng ta cũng thấy được rằng bên cạnh đó nó còn có sự kết hợp về vị trí của các thụ thể nữa. Nếu như các cái thụ thể beta 2 giao cảm là cái thụ thể mà cái màu xanh đậm đậm ở đây nè, thì nếu nó vừa khu trú ở trong đường thở trung tâm và đường thở ngoại biên, thì thụ thể muscarinic là thụ thể của anticholinergic đó, thì nó lại nằm ở trong đường thở trung tâm là chính. Và như vậy khi chúng ta phối hợp cả hai cái thuốc vừa anticholinergic vừa kích thích beta 2 giao cảm thì chúng ta phủ được các thụ thể từ trung tâm qua ngoại biên. Đó là cái cơ chế mà mình nghĩ rằng cái sự phối hợp của SABA, SAMA nó có thể là một giải pháp để mình vượt qua hiện tượng là giảm đáp ứng với thuốc giãn phế quản trong cái trường hợp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Ở trong y học mình có một phần rất là hay, tức là khi mà mình lên nói về các cơ sở sinh bệnh, về bệnh sinh, tất cả các thứ, nghe thì thấy rất là thích, để đi vào trong lòng nở từng khúc ruột. Nhưng mà liệu rằng những điều đó nó có biến chuyển thành những cái điều mà bệnh nhân thực sự được hưởng khi thực hành lâm sàng hay không? Chính vì đó mà người ta phải có cái được gọi là y học dựa trên bằng chứng. Vậy những điều mình nghĩ nó được thiên thực ra bên bằng chứng hay không? Thì chúng ta xem đây. Ở trong cái nghiên cứu này, người ta xem ở trên những cái bệnh nhân CBD ngoài đợt cấp. Ở trong bệnh nhân CBD ngoài đợt cấp có hiện tượng co thắt phế quản rất là nhiều. Người ta dùng thuốc kích thích beta 2 giao cảm ở trong này. Trong trường hợp này là người ta dùng cái indacaterone 300 microgram và indacaterone 600 microgram. Người ta so cái sánh cái hiện tượng mà làm giãn được cái đường thở bằng đo được cái thể tích của FEV1. Thì người ta thấy rằng nếu tôi dùng 300 microgram thì có sự cải thiện của FEV1 rất là tốt.
Nhưng đến lúc đó tôi dùng đến 600 microgram nữa thì cũng không có sự cải thiện gì hơn. Nghĩa là tôi có dùng nhiều liều hơn nữa cái thích beta 2 giao cảm cũng không có làm giãn phế quản nhiều hơn nữa. Nhưng mà lúc bây giờ tôi lại kết hợp cái indacaterol, tức là một thức thích beta 2 giao cảm cộng với một anticholinergic, thì ở đây chúng ta lại thấy có hiện tượng cải thiện hơn nữa của FOV1. Điều đấy là một minh chứng rất là hùng hồn cho thấy khi chúng tôi kết hợp anticholinergic và một kích thích beta 2 giao cảm thì chúng ta có thể vượt qua một hiện tượng trơ tương đối của thụ thể beta 2 giao cảm đối với thuốc kích thích beta 2 giao cảm. Cái điều cái nghiên cứu ở hồi nãy đây thì nó sử dụng cái sản phẩm là cái indacaterol và glycopyrronium. Nhưng mà khi mà ta sử dụng xem lại với nếu mà ta phối hợp cũng theo một cái cách như vậy, đó là tiotropium với olodaterol, cũng là một anticholinergic và kích thích beta 2 giao cảm, thì điều đó có xảy ra hay không? Thì câu trả lời là đúng, nó cũng xảy ra y như vậy. Để chúng ta kết hợp hai thứ anticholinergic và kích thích beta 2 giao cảm thì hiện tượng giãn phế quản được diễn ra rất tốt. Đấy là trong cái ngoài cơn cấp là vậy. Vậy thì trong cơn cấp thì điều đó có được lặp lại hay không? Thì câu trả lời cũng có. Khi mà chúng ta sử dụng đồng thời cái SABA, tức là ở trong trường hợp này là phenobarbital cộng với anticholinergic, trong trường hợp này là ipratropium, thì nó có hiện tượng cải thiện rất là tốt về cái FOV1 trong thời điểm 60 phút so với trước khi dùng thuốc giãn phế quản. Tất cả những cái chứng cứ đó nó đã được đưa vào trong cái hướng dẫn thực hành lâm sàng của chúng ta. Thì người ta thấy rằng so với việc tăng liều của một thuốc giãn phế quản thì chúng ta dùng kết hợp thuốc thì nó sẽ có cơ chế tác dụng làm tăng hiệu quả giãn phế quản, giảm đi các tác dụng phụ, bởi vì lúc đó chúng ta sẽ dùng cái liều kích thích beta 2 giao cảm nó thấp hơn, và kết hợp cái kích thích beta 2 giao cảm với lại SAMA thì sẽ tốt hơn từng thuốc trên cái sự cải thiện chức năng phổi cũng như là cải thiện các triệu chứng hô hấp. Và các cái nhóm thuốc thường được chỉ định trong đợt cấp là gì? Thì trong khuyến cáo của Gold năm 2019 thì đấy rằng là trong đợt cấp chúng ta sử dụng giãn phế quản tác dụng ngắn cộng trừ với anticholinergic, được xem là một thuốc giãn phế quản đầu tay. Người ta sẽ dùng corticoid và dùng kháng sinh. Trong bài trình bày của tôi thì lưu ý đến vấn đề của giãn phế quản. Như vậy là mình đã có chứng cứ rồi. Vậy mình nghĩ, vậy trong đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, chúng ta có thể dùng kích thích beta 2 giao cảm cộng trừ với anticholinergic. Nó để lại một cái câu hỏi rất là lớn, tại sao lại cộng trừ mà không phải là cộng hoặc là chỉ một cần đơn độc? Và giúp đề phải có một số cái kinh nghiệm mà mình sử dụng nữa. Đối với thực tế kinh nghiệm sử dụng lâm sàng đó, thì tôi nghĩ rằng sẽ có ba cái câu chuyện mà người bác sĩ lâm sàng cần phải trả lời. Loại thứ nhất là bây giờ mình dùng loại giảm cái quãng đơn hay kép nào? Thứ hai, khi dùng như thế thì dùng liều lượng thế nào? Mình dùng phương pháp nào để cung cấp thuốc giãn phế quản cho bệnh nhân? Và cuối cùng mình theo dõi những điều đó ra làm sao? Thì ở đây mình thấy rằng cái cơ sở của việc phải kết hợp vừa thuốc kích thích beta 2 giao cảm và anticholinergic là làm cho cái hiệu quả giãn phế quản nó mạnh hơn, vượt qua tình trạng nó có thể đề kháng, có thể cái thụ thể beta 2 giao cảm nó bị trơ rồi. Vậy thì chúng ta thấy trong trường hợp nhẹ hoặc vừa thì rõ ràng mình dùng đơn trị liệu là được rồi. Nhưng mà trong trường hợp nặng thì hoặc là mình phải tăng liều đơn trị liệu lên, hoặc là mình phải phối hợp trị liệu. Thì cái đó là một lý luận cũng hết sức hợp lý. Vậy câu hỏi là, vậy làm sao mình biết được đợt nặng, cái nặng hay nhẹ của đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là gì? Ở trong hướng dẫn của Gold, người ta cho rằng mình phải coi thử cái cách điều trị. Nếu chỉ dùng giãn phế quản đơn thuần thì nhẹ thôi. Nếu dùng giãn phế quản kết hợp với kháng sinh hoặc là corticoid nữa thì là trung bình. Còn nếu phải nhập viện thì là nặng rồi. Như vậy thì chả lẽ mình điều trị xong mình mới biết nó nặng hay không? Đấy, cái câu chuyện ở đây rõ ràng là hướng dẫn thì hướng dẫn vậy thôi, nhưng mà áp dụng thực hành lâm sàng cũng hơi lấn cấn một chút. Vậy thì mình làm sao bây giờ? Vậy thì mình phải coi thử, vậy cái ca nào nó nặng nó phải vô nhập viện thì mình phải lưu ý đó. Còn cái ca nào mà nhẹ hoặc trung bình thì thôi để ngoài. Tại vì sao vậy? Tại cái gì mà nhẹ và trung bình thì đôi khi không cần đến bác sĩ, người ta cũng chữa được rồi. Còn khi mà đã cần đến mình thì lại thường cần cái nặng thôi. Còn cái nhẹ ta sẽ không cần đến mình đâu. Thì đây là những cái triệu chứng mà mình có thể nhìn vô đó để mình xem thử rằng cái đợt cấp này có cần nhập viện hay không. Ví dụ như là triệu chứng cũ nặng lên, có khó thở khi nghỉ tăng, có thở nhanh, lú lẫn, lơ mơ, giảm bão hòa oxy máu, vân vân. Thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân nhập viện. Và bây giờ thì khi vô nhập viện rồi thì mình phải phân ra thành ba cái kiểu nặng nữa. Thứ nhất là nhập viện rồi nhưng mà nó có suy hấp. Thứ hai, không có suy hấp. Thứ hai là có suy hấp nhưng mà chưa đe dọa tính mạng. Và thứ ba là có suy hấp mà đe dọa tính mạng. Thì chúng ta sẽ dùng 5 cái tiêu chí mà tôi nghĩ rằng là mình có thể sử dụng rất là tốt. Dù có tần số thở, dù có co kéo của cơ hấp phụ, có thay đổi tri giác hay không, có giảm PaO2 và có tăng CO2 hay không. Như trên bảng này thì chúng ta có thể áp dụng, có thể phân loại cái nhóm bệnh nhân đó được như thường. Cái phần thứ hai mình trả lời câu hỏi, vậy dụng cụ dùng thuốc mình dùng cái gì?
nghiên cứu cho thấy rằng nếu mà dùng đường phun khí dung hoặc dùng bình xịt định liều thì hai cái đó đều có ý nghĩa tương đương nhau về sự cải thiện của FOV1. Nhưng mà mình nhớ, nếu mà trong nó không vô một cái đợt cấp rồi thì dùng phun khí dung nó sẽ có hiệu quả hơn rất là nhiều. Khi dùng phun khí dung thì cũng lại đặt thêm câu hỏi nữa, vậy là mình phun liên tục luôn hay là mình phun ngắt quãng? Thì người ta đã thấy rằng nếu trong hen suyễn thì cách phun liên tục là có hiệu quả rất là nhiều, nhưng mà trong cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì không cần phun liên tục. Vậy là mình sẽ cần khuyên lặp lại mỗi giờ trong 2 đến 3 giờ đầu và lặp lại mỗi 2 đến 4 giờ tùy theo đáp ứng của bệnh nhân. Như vậy thì ở đây cái liều lượng nhiều ít thế nào lại căn cứ đến đáp ứng của người bệnh, chứ không phải cứ cái liều đó là dùng thôi, bệnh nhân chưa đáp ứng thì sao phải dùng thêm nữa. Đó là những cái ý mà mình có thể rút ra được. Thì đây là phác đồ của Bộ Y tế Việt Nam 2018, thì chúng ta sẽ có những cái liều như vậy. Nhưng mà tôi xin thưa là những cái liều như vậy mình tham khảo thôi. Nhưng mà trên thực hành lâm sàng mình phải coi với đáp ứng của người bệnh. Ví dụ mình xịt 2 đến 4 nhát mà nó chưa đáp ứng thì sao? Phải xịt thêm 4 đến 8 nhát, thêm một chút nữa, rồi mình coi thử nó có tác dụng phụ hay không để mà phòng ngừa. Chứ không thể là chỉ cứ cố định như vậy. Bây giờ mình xem là dùng cái loại máy phun khí dung nào. Mình cũng có hai loại máy phun khí dung, máy loại khí dung khí nén và máy loại khí dung siêu âm. Thì ở trong cái loại máy dung khí nén này thì nó có một điều mà mình cần lưu ý để trả lời cho các câu hỏi. Bác sĩ, cái này mình pha ra loãng hay là mình cho nó phun trơ luôn không có cần pha ra? Thì cái cơ sở cho cái chuyện pha hay không pha nó nằm ở trong cái thể tích chết ở đây. Cái thể tích chết ở đây là tối thiểu là nửa ml. Một số cái bầu phun khí dung nó kém hơn, nó đến 1 ml thể tích chết luôn. Thể tích chết nghĩa là gì? Khi mà cái thuốc mà nó thấp dưới 1 ml này, 1 ml này thì không có ra phun ra được thuốc. Bây giờ mình nói, mình cho một cái Comivan chẳng hạn là 2.5 ml mình phun khí dung đúng không? Vậy thì mình chỉ phun được đến 1.5 ml thôi, còn 1 ml còn lại nó cứ ở dưới đây hoài. Như vậy cái liều lượng của mình đâu có đạt như mình muốn. Vậy thì để giảm được, để tăng được cái lượng thuốc cho bệnh nhân thì mình phải pha nó ra 2 ml. 2.5 ml mình pha thành 5 ml, như vậy cũng là cái thể tích chết như vậy thôi, nhưng mà cái lượng thuốc của bệnh nhân nhiều hơn. Nói thế vậy thôi mình pha 10 ml luôn. Nhưng mà pha 10 ml thì sao, làm sao mà phun cho nổi? Mình phun lâu quá, cứ mỗi một phút trôi đi thì mình phun được bao nhiêu ml? Thì với các cái máy phun khí dung hiện tại trên thị trường nó sẽ thay đổi từ 0.25 ml cho đến 0.35 ml trong vòng một phút. Cho nên với cái thể tích và khoảng độ 5 ml này thì mình phun khoảng độ 10 đến 12 phút thôi. Chứ nếu mình phun đến nửa tiếng luôn thì làm sao bệnh nhân chịu cho được? Đấy, đó là có những cái ý đồ mà mình cần phải suy nghĩ lại như thế. Thì có những cái đặc tính của hai cái máy phun khí dung và máy phun khí dung khí nén với khí dung siêu âm ở đây. Cái điểm mà lưu ý lại là nếu mình dùng máy phun khí dung siêu âm thì bắt buộc không có được dùng huyền dịch. Huyền dịch là những dạng như mỡ đó, ví dụ như là Pulmicort, đó là dạng huyền dịch bảo với máy phun khí dung thì sẽ không có được, phải dùng khí dung khí nén mà thôi. Về mặt kỹ thuật của máy phun khí dung khí nén thì chúng ta lưu ý về cái tốc độ của cái máy, cái độ mà luồng khí của nó ra như thế nào. Mấy cái máy phun khí dung mới ban đầu mình mới mua về đó thì xịt một chút là nó xong, nhưng một hồi sau nó xin, không có ra được nữa. Khi mà cái tốc độ lưu lượng của luồng khí mà nó giảm quá nhiều thì cái kích thước hạt nó sẽ bị tăng lên. Làm sao mình biết được điều đó? Thì có hai cái ý mình có thể nhìn thấy. Thứ nhất là thời gian phun khí dung. Với cái thể tích khoảng độ 4-5 ml, thời gian phun khí dung chỉ từ 10-12, tối đa 15 phút thôi. Nếu mà bệnh nhân tới nói với mình, bác sĩ ơi, phun cả nửa tiếng rồi mà nó còn nguyên si, máy đó nó đã bị giảm về cái lưu lượng rồi, mình phải kiểm tra lại. Cái thứ hai, mình nhìn theo cái mặt nạ nó bao trên mặt bệnh nhân, nó có đóng hạt không? Nếu nó đóng hạt nhiều quá là không được rồi. Nó phải phun ra giữ ở đây xương khói mờ nhân ảnh đó, ở trên cái mặt nạ nó mờ thôi, nhưng mà không được đóng hạt xương. Nếu đóng hạt xương trên mặt nạ thì là cái mặt nạ nó không có đủ cái kích thước rồi. Ở trong cái kỹ thuật của máy dung siêu âm thì tôi sẽ không nói kỹ, tại vì mình cũng không dùng cái máy này nhiều. Và cuối cùng là yếu tố của bệnh nhân. Thì nếu đối với bệnh nhân thì người ta phải khuyên bệnh nhân phải thở chậm và sâu, và phải nốt một điểm nữa là phải há miệng ra mà thở. Chứ nếu mà không há miệng vô thở thì nó chạy vô lỗ mũi hết, nó lọc hết 50% cái lượng thuốc là không được. Cho nên cho bệnh nhân há miệng ra thở. Còn thường á, thì khi mà mua cái máy phun khí dung nó sẽ có mặt nạ và ống ngậm, thì cái tốt nhất là phun khí dung qua ống ngậm, chứ đừng có phun qua cái mà mặt nạ. Và vệ sinh bầu phun khí dung cũng là một chuyện mà chúng ta cần lưu ý. Bởi vì nếu chúng ta vệ sinh không có tốt thì cái bầu nó sẽ hư đi rất là nhanh. Và khi cái bầu nó hư đi rất là nhanh như vậy thì việc tạo hạt nó sẽ tạo hạt to chứ không tạo hạt bé được. Thì người ta nói rằng là nếu mà 40 lần mà bắt đầu thấy nó đóng hạt như vậy là kém rồi. Còn bình thường nó tạo được 100 lần.
100 lần thì mình phải chia ra, chứ không thể là mình cứ cho cái buồng đệm với lại cho cái bầu phun cái dung đó mà dùng hết tháng này qua tháng khác là không được. Mình sẽ kiểm tra chuyện đó. Và có một cái cách mà ta sẽ khuyên để duy trì được nó, tức là phải hàng tuần thì ngâm với bầu khí dung vào cái dung dịch giấm ăn 1/4 và nước sạch 3/4 trong vòng 60 phút thì mình mới giữ được cái bầu phun khí dung nó tốt. Và khi hạt xương lắng đọng trên mặt nạ thì phải thay bầu phun khí dung đi. Và theo dõi hiệu quả thì chúng ta đánh giá về cái tổng trạng bệnh nhân, đánh giá về tần số thở, về cái tiếng ranh rít, ranh ngáy ở phổi để mà chúng ta được điều đó. Và theo dõi tác dụng phụ thì một trong các tác dụng phụ thì có số là nhịp tim nhanh, trên suy tim thì mình sẽ có trường hợp hạ kali máu rất là nặng, và có một số trường hợp thì khi vừa phun vô thì chúng ta sẽ có giảm cái oxy máu, nhưng mà trường hợp giảm thì ít khi nó gây ra cái hiệu quả nghiêm trọng cho người bệnh nhân. Đối với cholinergic thì tác dụng phụ mình sợ là tác dụng nó là khô miệng, và quan trọng hơn nữa nếu mình phun cái dung qua cái mặt nạ đó thì cái nuốt thuốc đó nó có thể chạy vào trong mắt, và khi vô trong mắt nó vậy nó là tăng nhãn áp. Cho nên khi mà phun cái dung mà không có qua cái ống ngậm thì mình phải che cái mắt bệnh nhân lại, lấy cái gạt băng lên chứ không có để rơi vô trong mắt thì không có tốt cho người bệnh nhân. Như vậy tôi xin kết luận lại cái bài trình bày của mình của những ý sau đây. Ý thứ nhất đó là cái đặc tính phân bố và cái cơ chế tác dụng của thuốc giãn phế quản trên cái thụ thể beta 2 giao cảm cũng như là thụ thể muscarinic, đó là cái cơ sở khoa học cho sự phối hợp của thuốc SABA và SAMA. Khi muốn tôi kết hợp được SABA và SAMA thì nó giúp cải thiện chức năng phổi, cải thiện được triệu chứng lâm sàng và giúp giảm nhập viện do được cấp hơn là chúng ta dùng SABA đơn độc. Và cái hiệu quả nó rõ hơn khi với bệnh càng nặng, bệnh nặng chừng nào thì hiệu quả của việc phối hợp nó sẽ rõ hơn rất là nhiều, và tác dụng phụ sẽ nó ít hơn khi mình tăng cái liều SABA đơn độc lên. Và đương nhiên thì một cái câu cuối cùng thì khi nào dùng thuốc phối hợp, thì câu trả lời là khi nào bệnh nó nhiều triệu chứng hơn, khi nào nó bệnh nặng hơn thì lúc đó là cái nơi chúng ta nên phải dùng thuốc phối hợp chứ không nên dùng thuốc đơn độc nữa. Tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi tất cả quý vị đồng nghiệp.